cái lượt bơi 100 mét đầu thì có thể là em quá sung mãn đi, mình bơi quá nhanh đi, nên nó đâm ra cái không đúng theo cái chiến chiến thuật kỹ lưỡng của huấn luyện viên và mình đưa ra. Sau đó thì trong sau thì mình cảm giác hơi bị cứng, hơi bị đuối, thì có thành tích 48 hay 07 là chưa thành tích.